Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Dương iPhone. Và video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái trick mà mình đang cài ở trên iPhone của mình. Hiện nay thì mình đang dùng iPhone 6S các bạn này. Và với phiên bản iOS 13.4.1 thì như các bạn có thể thấy ở đây mình đang cài một số cái trick là có thể vuốt cái thanh dock lên như thế này, thanh dock hai hàng này, trick khóa màn hình nhưng cái đồng hồ nó vẫn sáng thêm một lúc nữa này, trick thông báo này, các cái màu sắc trông cũng khá là đẹp đúng không ạ? Rồi trick mở khóa bằng cái vòng xoay. Ở trick ghi âm cuộc gọi ở trên iPhone cũng đã rất ok đây rồi. Mình đã ghi thử ở trên Messenger và Zalo. Và bây giờ mình sẽ đi vào nói chi tiết cho các bạn những cái trick gì nhé. Đầu tiên thì mình xin được chia sẻ với tất cả các bạn cái chủ đề mà mình đang sử dụng ngày hôm nay. Đó là cái chủ đề ACE Catalina. Mình cài bằng Snowboard các bạn nhé. Mình có Snowboard ở đây các bạn này. Và mình đang sử dụng cái chủ đề ACE Catalina. Cái này đều cùng nguồn kênh táo hết các bạn nhé. Video trước thì mình có chia sẻ cho tất cả các bạn cái mã độc mà nó làm cho iPhone của chúng ta bị đơ, bị lag các bạn. Ở trong cái video này thì mình đã chia sẻ cho các bạn có một cái đường link ở dưới này. Nhưng mà ngay sau khi mình chia sẻ thì mình cũng nhận được rất là nhiều cái sự phản hồi của các bạn. Đó là các bạn sẽ gửi test, gửi lại fanpage của mình để test ấy. Đấy thì các bạn có thể thấy là cái mã độc này nó như thế này. Thì các bạn gửi lại cho mình và làm cho mình cũng rất là đơ và rất là lag. Và mình cũng nhận được một số bạn chia sẻ cái cách để chống cái giật lag này bằng cách là chúng ta cài thêm cái trick Capture the Flag. Cái này của nguồn MTAC các bạn nhé. Đây Capture the Flag. Cái này thì hiện nay mình lúc nãy là mình có cài cái phiên bản 1.0.3 thì không được. Sau đó mình giảm cấp xuống phiên bản 1.0.2 thì lại ok. Và bây giờ thì người khác gửi tin nhắn mã độc đến mình sẽ không bị gì nữa. Ví dụ ở đây trong Profoundly mình đã thử gửi mã độc ở đây và mình cũng sử dụng không sao cả. Bình thường thì mình không mở ra được nhưng mà sau khi mình cài cái trick này vào thì mở ra hoàn toàn là ok, không vấn đề gì hết. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái trick Rotary Pad. Đó là cái trick mà mở khóa bằng cái vòng xoay như thế này, như kiểu mình quay số ở trên cái đồng hồ mà ngày xưa ấy, cổ đại ấy. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mình đang đặt mật khẩu là 2299 thì mình có thể vuốt sang đây. Đấy. Và nếu như số 9 các bạn vuốt vòng như này rất là lâu đúng không các bạn? Thì các bạn chỉ cần vuốt như này thôi. Đấy, như vậy là xong. Mình đã cài Rotary Pad của nguồn kênh táo các bạn nhé. Cái này thì các bạn chỉ cần bật lên, tải về xong bật lên như này là ok rồi. Không cần phải tinh chỉnh gì nhiều. Trick tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái trick mà có rất là nhiều cái thông báo mà nó được bo tròn như này rất là đẹp đúng không ạ? Và các bạn có thể vuốt xuống một cái thì nó sẽ xóa hết tất cả những cái thông báo này. Và đây là cái trick Quad VN. Đấy, mình đang cài cái Quad VN của nguồn kênh táo đấy các bạn này. Mình sẽ thử gửi một số cái thông báo sang để cho các bạn xem nhé. Và các bạn muốn mà có màu sắc ấy thì các bạn sẽ cài thêm cho mình cái trick Perfect Notification của nguồn Zonzaro. Đây các bạn này, Perfect Notification 13. Và sau khi cài vào thì các bạn vào đây các bạn sẽ bật cái mục màu sắc này lên. Đấy, các bạn cứ bật tùm lum lên đi. Cái này thì các bạn cứ mò nhé. Sau khi các bạn chỉnh hết trong này thì các bạn chọn Rescreen. Đấy, và sau đó các bạn xem lại thông báo thì sẽ có những cái màu sắc như kiểu như này. Trick tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái trick Zobun Pro VN. Và khi mà các bạn vuốt hai ngón tay lên như vậy, đây ở giữa màn hình các bạn nhé, thì nó sẽ hiện lên tất cả những cái menu về nguồn, ví dụ như là Respring, rồi LD Restart, rồi là Shape Mode và bật tắt định vị này. Đây, ví dụ như định vị mình đang tắt, bây giờ mình sẽ bật lên. Ví dụ như ở đây là cái app bản đồ. Đấy, lúc này mình đang định vị thì mình có thể thấy là mình đang ở bên bờ sông này. Đấy, các bạn thấy không? Mình đang ở bên bờ sông Hậu. Nhưng mà ví dụ như mình sẽ vuốt lên và mình sẽ tắt cái định vị đi. Đấy, thì mình vào lại cái bản đồ thì mình sẽ không thấy cái định vị của mình nữa. Ngoài ra thì cũng có nhiều chức năng, ví dụ như là kiểm tra RAM và CPU. CPU đang sử dụng là 6% và RAM thì đang trống 199MB. Và mình có thể tăng cái bộ nhớ RAM bằng cách giải phóng bộ nhớ RAM ở đây. Đấy, sau khi kích vào thì bộ nhớ RAM nó sẽ được tăng lên một chút, nhưng mà cái này thì mình nghĩ là cho vui thôi, cũng không có cái gì cả. Và các bạn có thể rescreen lại máy. Có một trick rất là hay, đó là cái trick Sneaky Cam. Tức là cái trick mà chúng ta sẽ chụp ảnh và quay video nhưng mà trên màn hình thì nó không hiện cái gì cả. Nó chỉ hiện một cái dấu chấm ở trên góc thôi. Đấy các bạn này, trick Sneaky Cam VN này của nguồn kênh táo các bạn này. Sau khi cài xong thì các bạn sẽ vào trong cái mục cài đặt của các bạn. Nó sẽ có một mục là Sneaky Cam và các bạn bật lên. Và lúc này ví dụ như các bạn không bật cái mục lưu tại này ấy, thì nó sẽ lưu vào trong cuộn camera. Rồi, và cái cách sử dụng như thế này. Cách sử dụng đó là khi mà các bạn ấn hai lần nút giảm âm lượng ấy, nó sẽ chụp hình. Ví dụ như mình sẽ chụp hình đằng sau nhé. Mình ấn hai lần nút giảm âm lượng này.
Đấy, thì lúc này các bạn có thể thấy là có một cái dấu trắng ở trên này đúng không? Mình sẽ chụp lại nè. Các bạn ấn ấn đúp nhanh lên nhé. Rồi, có một dấu trắng đây nó xuất hiện. Tức là nó vừa chụp hình cho chúng ta. Bây giờ các bạn vào trong cái cuộn camera thì các bạn có thể thấy là cái hình chúng ta vừa chụp ở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ thử quay video nhé. Tức là các bạn sẽ ấn đúp hai lần nút tăng âm lượng này. Đấy, thì lúc này là nó sẽ đang quay video ở đây. Nhưng mà chúng ta sẽ không thấy cái gì cả. Tức là không hiện cái camera trên màn hình. Lúc này các bạn cũng có thể sử dụng bình thường. Và khi mà tắt thì các bạn ấn đúp ở trên này. Đấy, thì nó sẽ tắt. Và lúc này thì cái video nó sẽ tự động lưu ở trong này. Đây. Trong cái trạng thái mà máy đang khóa thì cũng ok các bạn nhé. Mình sẽ chụp này. Rồi, còn bây giờ mình sẽ quay tiếp này. Rồi, mình sẽ quay sang trái, quay sang phải. Và mình nhấn đúp một lần nữa để ngừng. Rồi. Và khi đó thì vào trong này các bạn có thể thấy là cái ảnh ở đây ạ. Và cái video ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Và nếu như các bạn không muốn lưu vào trong cái cuộn camera thì các bạn sẽ vào đây. Và các bạn sẽ chọn là lưu tại VA Mobile Media Camera. À, tức là nó sẽ lưu vào trong cái đường dẫn này. Các bạn phải tải file ra, file MNG thì các bạn mới thấy nhé. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem này. Đây, mình sẽ ấn hai lần vào trên này để quay video nhé. Rồi, mình đang quay video ở đây. Và khi mà mình để tay ở phía trước này. Đấy. Và mình không muốn quay nữa thì mình ấn đúp hai lần. Rồi, ok. Khi này các bạn vào trong này các bạn sẽ không thấy đâu, không thấy cái gì ở trong cuộn camera cả. Và các bạn phải tải file ra, file MNG về. Và ví dụ như ở đây mình đã tải rồi. Và các bạn thấy là cái đường dẫn ở đây nó đã ghi rõ này. VA Mobile Media Camera. Đấy, thì các bạn sẽ vào cái dấu sao đây, các bạn chọn root. Các bạn vào mục VAR Mobile Media và Camera. Đấy, thì lúc này cái video ở dưới cùng này các bạn này. Đấy, cái video dưới cùng này 12:23, tức là video này vừa mới quay xong. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ lưu ở đây thôi, nó sẽ không lưu vào trong cái cuộn camera cho chúng ta. Cái trick tiếp theo đó là cái trick mà Control Center, khi mà các bạn vút lên thì nó sẽ có kiểu dáng như thế này. Và các bạn vút lên một chút nữa thì nó sẽ hiển thị nhiều cái tính năng hơn. Cái này thì mọi hôm hình như là mình có hướng dẫn cho các bạn rồi. Một cái trick nữa đó là cái trick mà nó hiện cái hiệu ứng sạc. Ví dụ ở đây mình sẽ cắm sạc vào trong cái máy này nhé. Đấy, thì bình thường nó sẽ không báo cái đang sạc pin như thế này. Bình thường nó chỉ báo cái này thôi. Nhưng mà khi mà mình cài như thế này thì mình sau khi mình cắm sạc vào thì nó sẽ báo như thế này. Đó. Đây là cái trick Pencil Charging Indicator. Đấy, các bạn thấy không? Mình đang bật lên hết này. Và mình để cái mục là tự động blur màu. Blur cái màu ấy, màu nền ấy. Các bạn có thể chọn màu sáng, màu tối của cái thông báo đó bình thường. Và lúc này thì tin nhắn sạc thì các bạn có thể để tất cả những cái chữ gì đây các bạn muốn. Đấy. Và sau đó thì các bạn chỉnh xong rồi các bạn cắm sạc vào để xem cái hiệu ứng. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn cũng có thể sạc ở trong cái lúc mà đang khóa thì nó vẫn báo này. Đó. Có một trick mà mình nhờ chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Hào ở trong nhóm thủ thuật Zarek. Thì cái trick này là cái trick mà chúng ta sẽ khóa màn hình bằng hai lần chạm và không cần đến cái việc ấn nút khóa các bạn nhé. Trick này thì nó rất là đơn giản, là kiểu là chúng ta chỉ có một vài giọng lệnh nhỏ nhỏ thôi. Một vài dòng lệnh thôi. Cái trick này nó rất là nhẹ. Trick này là trick lock screen without button của nguồn Hào ICT các bạn nhé. Thì khi mà ở màn hình chính này, sau khi các bạn cài xong rồi màn hình chính các bạn chạm hai lần thì nó sẽ khóa cái màn hình của chúng ta lại. Đây, các bạn chạm hai lần này. Đấy, thì nó sẽ khóa cái màn hình lại. Và cái trick mà mình khóa màn hình nhưng mà nó vẫn không tắt hết cái màn hình, tức là khi mình khóa màn hình như thế này thì nó sẽ có cái đồng hồ. Thường thường thì nó chỉ có một cái đồng hồ ở giữa này thôi. Và các bạn để khoảng 10 giây thì nó sẽ tắt dần. Đấy. Đây là cái trick last look các bạn nhé. Đây, mình đang cài cái last look VN của nguồn kênh táo. Mình sẽ show cho bạn xem. Đây, last look VN. Đấy. Cài vào thì ở trong mục cài đặt nó cũng có các bạn này. Nhưng mà cái này đã được crack rồi. Sau khi các bạn bật lên thì các bạn sẽ, thời gian duy trì sẽ là 10 giây này. Thì các bạn khóa màn hình thì nó sẽ có một cái đồng hồ ở giữa. Đấy, nó sẽ màn hình như này và cái đồng hồ nó sẽ tối tối dần. Đấy. Nó sẽ tối dần cho đến khi nó tắt hẳn luôn. Đó, thấy chưa? Con của mình nó có thêm cái khóa ở đây, đó là do mình cài cái
trick là quát VN các bạn nhé. Quát VN là cái trick thông báo mà có nhiều cái thông báo này này thì nó mới đi kèm. Còn nếu không mình chỉ có cái đồng hồ ở giữa thôi. Có một trick mình cũng cài đó là cái trick KinX Pro ở đây các bạn. KinX Pro. Mình cài KinX Pro VN của nguồn kênh táo các bạn nhé. Đã được correct rồi. Ở đây thì mình đã bật lên. Nói chung là mình sẽ cài như thế này. Đa số là như mặc định thôi. Và khi mà các bạn ấn nút home 2 lần như thế này thì nó sẽ có một cái dấu X ở đây. Và khi mà các bạn click vào đây nó sẽ xóa hết tất cả những cái đa nhiệm. Đấy, không còn một cái gì nữa luôn. Đấy. Trick tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái trick bàn phím. Các bạn có thể thấy là trên cái iPhone bình thường của chúng ta cái bàn phím nó chỉ có như thế này thôi, nó không có các cái chữ khác. Còn trên iPad thì các bạn có thể thấy này, ngoài cái chữ ở bên dưới thì nó còn có cái số hoặc là ký tự ở bên trên, và khi các bạn vuốt xuống thì nó sẽ ra cái ký tự bên trên. Còn các bạn ấn thì nó sẽ ra cái bên dưới đúng không ạ? Thì mình sẽ cái trick này nó cũng tương tự như là cái bàn phím của iPad này. Đây chính là cái trick IKW4 các bạn nhé. Mình cài cùng nguồn kênh táo và khi mà các bạn nhập vào đây thì các bạn có thể thấy là cái bàn phím của chúng ta ngoài cái chữ bên dưới thì nó còn có những cái ký tự bên trên. Và các bạn ấn vào các bạn vuốt xuống thì nó ra ký tự bên trên. Không những là chữ mà ngoài này cũng vậy các bạn nhé. Các ký tự này cũng tương tự vậy luôn. Trick tiếp theo đó là cái trick mà cái thanh đốc hai hàng, đó là cái trick đốc key VN của nguồn kênh táo. Hôm nay thì trick mình cài đa số là trick của nguồn kênh táo hết cả. Và sau khi các bạn cài vào thì các bạn có thể vào cái chạm vào cái thanh đốc và các bạn kéo này cho vui. Đấy. Và các bạn có thể kéo xuống này. Khi mà bạn vút lên thì có thấy 4 ký tự ở bên dưới nữa. Các bạn có thể bớt đi các cái icon khác chẳng hạn. Trong cài đặt đốc key thì các bạn bật lên và các bạn có thể chọn là cái mục mặc định này. Hoặc là kiểu thanh đốc thì các bạn có thể tùy chỉnh ở đây. Ví dụ các bạn có thể bật 5 biểu tượng. Đấy. Và sau khi đó các bạn chọn lưu lại cài đặt và máy sẽ restring lại. Sau khi restring lại thì các bạn có thể là cái thanh đốc của chúng ta nó sẽ có 5 biểu tượng như này. Hoặc là các bạn có thể chọn cái kiểu mở rộng. Mở rộng cái thanh đốc của chúng ta này. Sau khi các bạn chọn mở rộng thanh đốc ấy thì cái thanh đốc của chúng ta nó sẽ đó, ngoài những cái biểu tượng khác thì các bạn vút lên thì các bạn có thể thấy. Và các bạn cũng có thể thêm những cái icon khác xuống đây. Tức là thanh đốc của chúng ta có thể có được tận đến 10 biểu tượng cơ. Hoặc là các bạn có thể vào đây và sửa cái thanh đốc thành kiểu vô hạn. Tức là nó sẽ dài vô hạn luôn. Đây các bạn có thể thấy là mình kéo cái thanh đốc này. Các bạn thấy chưa? Đấy các bạn có thể thêm vô số những cái app nữa ở bên này. Nhưng mà mình thì thêm vậy thôi. Thêm nhiều quá thì nó lại đau đầu ra. Tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái trick. Đó là cái trick DNVN. Đây các bạn này, trick DNVN. Cái trick này là cái thông báo các bạn nhé. Ví dụ mình sẽ nhắn tin này. Đấy mình sẽ nhắn tin sang đây thì cái trick này nó sẽ có kiểu như này. Và các bạn có thể trả lời theo cái một cái giao diện hoàn toàn mới. Và các bạn cũng hỏi là nếu như xoay ngang màn hình thì như thế nào đúng không ạ? Thì khi xoay ngang màn hình thì nó cũng sẽ thông báo bình thường thôi. Đấy. Và các bạn cũng có thể ấn vào đây để trả lời. Đấy. Và cái trick cuối cùng hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đó là cái trick ghi âm cuộc gọi. Đó là cái trick Audio Recorder XS1213. Đây Audio Recorder XS1213, cái này của nguồn kinh táo các bạn nhé. Sau khi cài vào thì các bạn vào trong cái mục cài đặt thì Audio Recorder đã tự động kích hoạt rồi. Các bạn kinh táo đã kích hoạt cái này sẵn rồi. Và các bạn nếu như mà để cho các bạn ghi âm một cách ok thì các bạn cũng bật lên như mình. Nhưng mà ở đây hai mục này các bạn nhớ tắt cho mình. Vì nếu như mà các bạn không tắt thì nó sẽ cảnh báo những cái chuông rất là khó chịu. Đấy. Các bạn hoàn toàn có thể ghi âm ở trên Messenger, ví dụ như mình sẽ test cho các bạn nhé. Mình sẽ gọi cho Dương iPhone chẳng hạn. Đây mình đang nghe cuộc gọi. Đấy, khi đang nghe cuộc gọi như thế này thì mình có thể ấn, nó hiện cái này và mình có thể ấn vào đây để start. Alo, alo, tôi đang ghi âm nha. Đấy, và khi không muốn ghi âm nữa thì các bạn dừng lại hoặc là các bạn tắt đi thì nó cũng sẽ tự động ghi âm cho các bạn. Và sau khi ghi âm xong thì ở trong cái Audio Recorder nó sẽ có cái mục là, đây các bạn thấy không? Gọi Messenger. Đấy các bạn thấy chưa? Còn nếu như mà các bạn gọi Zalo thì nó sẽ có cái biểu tượng Zalo ở đây, chữ Sun ở đây thấy không? Các bạn gọi video thì cũng có thể ghi âm được luôn. Ví dụ như ở đây mình sẽ gọi video này. Đây mình sẽ tiến hành nghe nhé. Đây mình đang ghi âm này. Alo, tôi đang ghi âm nha. Đấy và sau đó mình sẽ tắt đi.
Đấy, thì vào trong này thì cũng có một cái cuộc gọi ở đây, các bạn thấy chưa? Và mình cũng có thể nghe thử. Lúc này các bạn muốn chia sẻ cho người khác thì các bạn có thể chọn Edit. Các bạn sẽ chọn cái mục mà các bạn muốn chia sẻ và các bạn sẽ chọn mục chia sẻ. Đấy, thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể gửi Zalo, rồi là gửi mail, gửi tin nhắn vân vân. Nó tương tự như một cái file ghi âm thôi. Ok, và như vậy là video hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn, chia sẻ cho tất cả bạn một số cái trick mà đang rất là ok ở trên iOS 13. À, các bạn muốn làm cái video gì, hướng dẫn gì, về cái thủ thuật gì thì các bạn hãy comment xuống bên dưới. Và khi nào mình thấy được cái nội dung của các bạn, thấy được comment của các bạn thì mình sẽ làm video hướng dẫn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.